mở lên đầu thấy quay đầu. Đó, thấy chưa? Tới mâm không nước ngoài. Vô trong này nó mới sâu nè. Vô phút mình đang đứng này sâu. Sáng lầy chỗ này, lầy nó 2-3 chiếc rồi mấy anh em mới kéo mới nói. Tới luôn. Là 3 chiếc nhôm gần nhau đúng không? Chiếc 105, 2 chiếc 70 gom gần nhau đó. Này đang lấy xuồng ra, cái anh này anh bắt cá về. Nhiều cá lắm mặt, chê trắng. Này gái xinh của miền Tây đây. Tay lắc lắc ha. Bò lên lộ để quay đầu. Đầu ngoài là chắc là bãi kia.
Đây, quý cô chú các anh chị thấy mình đang đứng đây thì trời cũng đã chiều ha. Giờ này cũng 6 giờ. Đó, mình sẽ tiến gần lại những cái chiếc máy gạt đập liên hợp nha. Đây, 105 và 2 chiếc 70. Đây, thì ở xa gì á là quý cô chú các anh chị mình cũng không có thấy được cái chiếc máy nào là 105, là chiếc nào thì 70. Thì quý cô chú anh chị nhìn thẳng vô màn hình ha. Bà chị phải chạy ra mới cắt luôn, có gian xe cổ lúa luôn. Giờ nước cuối rồi, mấy chiếc máy này cũng chạy kế nhau với chạy chung luôn, cũng muốn tối rồi. Chạy ghê lắm các bạn. Ồ, quá trời nước luôn. Thank you.
tới mầm quả ướt hết trơn luôn rồi. Quả nước thì ghê. Vừa tới đó là tới bộ lộ đó các bạn. Lên giống giống xe luôn ha. Đó, chịu lại để thôi nó rớt bao. Đứng luôn, đi tuôn luôn. Này miếng đất chủ này hình như là chủ khác nhưng mà coi đi được đó ta. Này thì chiếc 105 với chiếc 70 đang cắt này các bạn. Hai chiếc 70 luôn. Cụm này là ba máy. 105 này cũng thái nè. Cắt lúa thì đưa vô trong bờ đang bỏ lúa xuống. Gọi là cắt tải chứ không có cắt đạp. Nước liêu biêu linh láng. Nét bên đó cũng lúng ha. 70 chạy nghiêng nghiêng. Đang chặt cua xuống rồi, xuống xéo các bạn. Đó, thấy chưa?